Sáng Thế Ký, chương 17, Chúa xác nhận giao ước với Áp Ram. Khi Áp Ram được 99 tuổi, Chúa xuất hiện và phán Ta là Đức Chúa Trời Toàn Năng, con hãy sống một cách thánh thiện trước mặt ta. Ta sẽ củng cố giao ước giữa ta với con và sẽ làm cho dòng dõi con gia tăng bội phần. Áp Ram sấp mặt xuống đất, Đức Chúa Trời nói với ông về phần ta đây là giao ước của ta với con con sẽ là tổ phụ của nhiều dân tộc người ta không gọi con là áp giam cha tôn quý nữa nhưng gọi con là abraham cha của các dân tộc vì ta cho con làm tổ phụ nhiều dân tộc ta làm cho con sinh sôi nảy nở thành nhiều dân tộc hậu tự con gồm nhiều vua chúa ta lập giao ước này với con và hậu tự con đời này sang đời khác. Giao ước này còn mãi đời đời. Ta làm Đức Chúa Trời của con và hậu tự con. Ta sẽ cho con và hậu tự con toàn thể đất Canaan mà con đang kiểu ngụ làm sản nghiệp vĩnh viễn. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ lễ cắt bì. Rồi Đức Chúa Trời nói với Abraham con và hậu tự con phải giữ giao ước của ta đời đời giao ước của ta với con và dòng dõi con là tất cả người nam trong vòng các con phải chịu lễ cắt bì da quy đầu của các con phải bị cắt đi đó là dấu chứng giao ước giữa ta và con một người nam phải chịu cắt bì sau khi sinh được 8 ngày những người sinh trong nhà con lẫn những người con lấy tiền mua từ nơi người ngoại quốc không phải hậu tự con người sinh trong nhà con hoặc người con mua đều phải chịu cắt bì giao ước ta được ghi vào thân thể các con sẽ là một giao ước vĩnh viễn kẻ nào không chịu cắt bì sẽ bị khai trừ ra khỏi dân tộc vì nó đã vi phạm giao ước ta đức chúa trời cũng nói với Abraham Sarai vợ con không còn là Sarai nữa vì tên của nàng sẽ là Sarah ta sẽ ban phước lành cho nàng và qua nàng ta sẽ ban cho con một con trai phải ta sẽ ban phước lành dôi dào cho Sara và nàng sẽ là tổ mẫu nhiều dân tộc vua chúa của nhiều nước sẽ ra từ nàng Abraham quỹ mặt sát đất và cười thầm trong lòng trăm tuổi như con mà còn sinh được con sao Sara đã chín mươi tuổi còn sinh nở sao rồi Abraham nói với Đức Chúa Trời ước gì Chúa cho Ishmael được sống. Đức Chúa trời đáp: Nhưng ta bảo Sarah, vợ con, sẽ sinh cho con một con trai. Con ấy đặt tên nó là Isaac. Ta sẽ lập giao ước với nó và hậu tự nó đời đời. Còn Ishmael, ta nghe lời con, ta sẽ ban phước lành cho nó và cho nó sinh sôi nảy nở, gia tăng rất nhiều nó sẽ làm tổ phụ 12 vua chúa và ta sẽ làm cho nó thành một nước lớn. Nhưng ta sẽ lập giao ước với Isaac mà Sarah sẽ sanh cho con vào độ này năm sau. Khi chấm dứt câu chuyện với Abraham, Đức Chúa Trời nìa ông về trời. Ngày hôm ấy, Abraham làm lễ cắt bì cho Ishmael, con trai mình, và tất cả những người nam sinh trong nhà hay nô lệ ông đã mua về đúng theo lời Đức Chúa Trời phán dạy Abraham đã được 99 tuổi khi chịu cắt bì còn Ishmael lên 13 khi chịu cắt bì Abraham và con là Ishmael chịu cắt bì cùng trong một ngày luôn với tất cả những người nam sinh trong nhà và những người ông mua về